Tẹt tẹt. Con biết cái gì không? Cái này á là lỗ tai heo với mũi heo ngâm giấm. Cái món này á mẹ biết là con thích. Một chút xíu á mẹ cuốn bánh tráng cho con ăn ha. Trời em. Sao em ngồi đây? Không phụ mẹ nấu ăn đi. Cái thằng này chưa có gì là về đã la vợ con rồi. Mẹ kêu nó ngồi đó đó. Dăm ba cái chuyện nấu ăn, cái chuyện nhà này có cái gì đâu. Mẹ chiều quá là vợ con nó hư đó. Con nói mà con không biết suy nghĩ hay sao? Con nhìn vợ con nè, cái bụng to sắp sinh rồi, nặng nhọc, mệt mỏi lắm. Cho nên là con phải cho vợ con nghỉ ngơi chứ. Ba cái chuyện cỏ con này nó có cái gì đâu. Mẹ làm chút xíu là xong mà. Trời ơi, coi ghê không. Người ta ở ngoài người ta cũng có bầu, người ta cũng nấu ăn phụ giúp gia đình bình thường thôi. Có cái gì đâu. Tại chẳng qua là vợ con làm quá lên, chủ yếu là cho mẹ thương đó. Còn em nữa, ngồi đây hoài, phụ mẹ nấu ăn đi. Anh đi lên trên tắm cái rồi xuống ăn cơm đó. Bộ chồng con á thường hay đối xử với con như vậy hay sao? Mai mày dẫn con đi spa để mà chăm sóc da. Từ ngày bầu bì tới giờ con bỏ bê, cho nên nó là da con giờ nó sần sùi rồi đó. Dạ con không có cần đâu mẹ. Bầu bì làm tóc được rồi. Bậy à? Đó sao không cần được? Phụ nữ là phải chăm sóc da cho nó đẹp. Đừng coi cái bản thân của mình chứ, trời ơi, khỏe rồi nó mới đẹp chứ. Giờ này mới về. Thì cái là xỉn xỉn à. Đi đâu? À? Đi đâu mà giờ này mới dắt cái mặt về? Cơm nước không có nấu cho tôi ăn. Dạ không, em đi với mẹ. Ngày nghỉ á thì không biết phụ vợ. Say xỉn rồi dắt cái bộ mặt về đây. Bộ ăn rồi nhậu rồi không có no hay sao? Mà về đây còn hạch sách vợ con. Bây giờ con đi làm không? Một tuần nó rất là mệt. Thì con có ngày cuối tuần nữa con đi ăn nhậu xả stress chứ mẹ. Con muốn xả stress thì con phải cho con Hạnh nó xả stress chứ. Hơn nữa là Hạnh nào giờ là con lúc nào cũng chê cơm vợ nấu mà. Mà tại sao hôm nay về đòi ăn? Muốn ăn thì lăn vô bếp. Còn nếu không biết nấu thì húp mì gói đi. Vợ con nè, nó mang bụng bầu bự như vậy nè, gần sinh nở tới nơi rồi, mệt nhọc. Con phải cho nó có thời gian nó thư giãn, chăm sóc cái bản thân nó chứ. Con nên nhớ một câu: mẹ bầu mà tinh thần thoải mái thì thai nhi nó mới phát triển tốt. Mày không có thương con mày, nhưng mà mẹ thương cháu của mẹ, là mẹ dẫn dâu nó đi đó. Trời ơi, mấy cái chuyện nhà con nói tiếng thiệt với mẹ. Con làm một cái mộng. Con không muốn làm thôi. Không, bầu bì đi làm chuyện nhà cũng đơn giản mà có cái gì đâu mà phức tạp. Nè, mày nói việc nhà đơn giản dễ làm phải không? Mẹ. Thì bây giờ tao cho mày thử cái cảm giác của vợ mày như thế nào. Mấy cái chuyện nhỏ xíu đó con làm một cái mọc luôn. Con nói được là con phải làm được nha. Ok mẹ. Đứng lên cho mẹ, dẹp coi tivi. Dẹp coi tivi. Chú. Đứng lên. Chị, làm gì? Để xuống. Rồi, đây nè. Vô. Rồi đó, vậy đó. Mẹ nói cho con nghe nè. Con nói vợ con nói quá đúng không? Việc nhà làm dễ dàng quá mà. Thì hôm nay mẹ sẽ cho con cái cảm giác á, mang cái bụng bầu này giống như vợ con, coi nó cực như thế nào hay là nó sung sướng ha. Chuyện nhỏ bình thường sao đâu. Chuyện nhỏ mà. Rồi bây giờ mẹ nói đây nè. Nội trong ngày hôm nay 24 tiếng đồng hồ vừa làm việc nhà vừa mang bao gạo này cho mẹ, không có được tháo xuống nghe không? Trời đất con. Ai gì cho nó khỏe nè. Trời ơi má ơi, nó khỏe. Sao? Mệt không con? Còn nấu cơm nữa kìa. Mẹ ơi, mẹ tha cho con đi.
Con chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Con đuối lắm luôn rồi đó. Con biết đuối rồi hả? Vậy sao con nói nhà này ba cái lặt vặt mà việc nhà đâu có cái gì khó khăn với con. Con làm dễ dàng mà, đúng không? Con biết con sai rồi. Mẹ tha cho con đi. Con không cần nhận sai với mẹ, con phải nhận sai với vợ con kìa. Con thấy không, thanh niên trai tráng như vậy nè, mà con làm con còn thấy mệt, thấy đuối. Thì con nghĩ đi, vợ con mang cái bụng bầu sắp sanh nặng nề như vậy, mà mỗi ngày phải là làm biết bao nhiêu công việc ở trong gia đình. Đã không làm thì thôi, mà con trách móc vợ con. Vợ con nó hiền, nó thương con, nó lo lắng cho con đó. Chứ mẹ nhìn mẹ ngứa mắt lắm. Với lại nói cho con biết, nhà này là không có cái thói gia trưởng, nghe không con? Mẹ, mẹ đừng có trách móc anh nữa mà. Dù gì thì anh cũng biết sai và nhận lỗi rồi mà mẹ. Con khờ lắm. Mình là phụ nữ, phải biết là chăm sóc cho bản thân của mình. Mang bụng bầu như vậy nè, là con phải tịnh dưỡng, bồi bổ cho bản thân. Chứ không phải là suốt ngày á, con cứ chiều theo cái ý tréo ngoe của cái thằng này nha. Mẹ, con biết con có lỗi rồi mà. Dạ, dạ. Anh xin lỗi nha. Anh nói thiệt luôn á, anh cứ tưởng ra ngoài anh đi làm á, là anh cảm thấy khó khăn lắm. Anh không nghĩ em ở nhà em còn cực khổ hơn anh gấp trăm ngàn lần. Với lại anh hứa từ nay á, anh đi làm về anh sẽ phụ giúp em làm việc nhà. Giờ tha lỗi cho anh nha. À nè, dạ. Mẹ tính vậy, mẹ cho vợ con về quê. Tự nhiên sao cho vợ con về quê? Mẹ, con hứa con thay đổi rồi mà. Anh biết sai nhận lỗi rồi mà mẹ. Hai đứa này làm gì mà rối lên vậy? Thì mẹ sao? Chưa có nói hết. Mẹ cũng muốn về thăm anh chị xuôi dưới, rồi cho con dâu về gặp ba mẹ. Với lại vậy, có thai vậy nè, về dưới á tịnh dưỡng, có không khí trong lành, vài bữa nó lên là xanh, nó mới tốt cho thai nhi, con hiểu không? Rồi, tưởng gì, mẹ làm con hết hồn luôn. Rồi, ok, để con sắp xếp công việc xong, con sẽ đưa mẹ với vợ con về quê, ha. Như vậy. Dạ. Con cảm ơn mẹ nhiều nha. Con thật là hạnh phúc và may mắn khi được làm con dâu của mẹ đó. Mẹ cũng rất là hạnh phúc và rất là có phước khi có được người con dâu như con. Ê, hey, còn anh là thật may mắn khi có một người vợ như em đó.